Xin chào các chị em đã quay trở lại livestream của thẩm mỹ Dr. D. Và ngay trước mặt của mình đây là một chị hàng vừa trải nghiệm dịch vụ ở Dr. D. Cùng mình hỏi thăm chị hàng xem giới hàng sức khỏe ra sao, tâm trạng thế nào và chị hàng có cảm thấy vui mừng khi mà được nhận thành quả của ngày đầu tiên sau khi nằm lại tại phòng hậu phẫu của Dr. D không nhá. Đây nào chị ạ. Chị xinh đẹp bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Ổn ổn. À thấy ổn ổn rồi ạ. À, sức khỏe của chị giờ ra sao ạ? Cũng thấy bình thường. À, hôm qua mình mổ xong thì mình xuống dưới phòng hậu phẫu lúc mấy giờ chị có nhớ không? Hình như là mấy giờ, 6 giờ hay mấy giờ? À, tối đúng không ạ? Tối chị xuống đúng không? À 6 giờ tối chị xuống à? À 6 giờ chị xuống. Thế mấy giờ thì chị có thể ngồi dậy và đi lại được ạ? Tầm khuya. À tầm khuya. À, thế lúc mà mình làm xong thì mình có phải đau nhiều không chị? Cho thử về trước đây làm muối thì cũng bình thường, cũng thấy không không đau bằng à. À, trước là chị đã làm mũi rồi đúng không ạ? À thế giờ thì chị hôm nay lúc mà mình buổi sáng này mình đã được thay băng rồi đúng không ạ? Vâng, và chắc là thay băng thì mình cũng đã được nhìn thấy thành quả rồi đúng không? Thì mình cảm thấy thế nào hả chị? À, thấy rất là ưng ý. Thế chia sẻ cho các chị xem live được biết là mình đã trải nghiệm dịch vụ gì ở bên nhà bác sĩ Điền được không ạ? Mình có là thu gọn đầu ti, nâng ngực với là... Mình là làm nâng ngực và thu gọn đầu ti đúng không ạ? Ồ, dòng túi mà chị sử dụng là dòng túi gì ạ? Dòng túi của chị là dòng túi gì ạ? Nano chip. À, nano chip đúng không ạ? À. Thế vì sao thì mình biết đến bác sĩ Điền ạ? Có một người bạn giới thiệu. À có một người bạn giới thiệu. Thế là mình đã biết đến bác sĩ Điền và mình đến tìm gặp bác sĩ Điền. À. Thế chị ở đâu đấy? Mình ở tận Nghệ An cơ ạ. Mình ở xa như vậy mà mình thế mình có tìm hiểu ở Nghệ An không, có nghĩa là tìm hiểểu thẩm mỹ ở Nghệ An hay là chỗ nào không? Hay là mình đến thẳng bác sĩ Điền luôn? Nói chung là cũng tìm hiểu vài nơi nhưng mà ở đây thì cũng có nhiều người cũng tham khảo, cũng nói là ở đây cũng làm tốt. Dạ. Cho nên là mình qua đây mình tư vấn và mình làm ở đây ạ. À, thế đấy là mọi người nói. Thế còn khi mà mình ở đây mình thực đã được dịch vụ rồi và mình cũng nằm lại ở đây là cũng đã được 2 ngày rồi, thì với trải nghiệm thật sự của mình thì mình cảm thấy cái lời nói có đúng không chị? Gật đầu ra. Chị cứ không phải ngại, mình cứ chia sẻ thật thôi, cứ thấy cái gì hay là mình cảm nhận ra sao thì mình cứ nói chia sẻ cho các chị em được biết, không phải ngại. Nói rôm rả như buổi sáng hôm nay các chị nói chuyện với nhau ấy. Đấy thì có thể chia sẻ một chút về cái chia sẻ dịch vụ mà mình làm ở đây được không chị? Ở đây thì dịch vụ thì cũng tốt, với là nhân viên y tá thì cũng chăm sóc tận tình chu đáo. Dạ, vâng. Nên là cũng thấy rất là thoải mái. Vâng. Thế còn về bác sĩ thì sao? Bác sĩ thì cũng làm cũng rất là tốt, chu đáo. À, dạ vâng, em cảm ơn chị. Và có lẽ là chị cái hàng đang vừa nãy chị cái hàng nói rất là vui vẻ, nhưng mà có lẽ là chắc là vì xin chị cái hàng một chút cảm nhận nha, chị cái hàng có vẻ hơi run, nói hơi về đúng không? Vâng ạ, và em cũng xin cảm ơn chị về những chia sẻ của mình. Và em mong là chị cái hàng luôn luôn xinh đẹp khỏe mạnh này. Và thẩm mỹ Dr. D xin cảm ơn chị vì đã gửi gắm niềm tin đến Dr. D để đến để làm đẹp. Và chúc chị luôn xinh đẹp khỏe mạnh, và nếu như mà khi mà mình có bất kỳ mong muốn hay là được làm thêm một dịch vụ gì nữa thì mong rằng là thẩm mỹ Dr. D vẫn sẽ là nơi để chị gửi gắm niềm tin đến chị nhé. Dạ, và em cảm ơn chị rất là nhiều, và mình sau cuối livestream thì mình có thể gửi một lời động viên đến các chị em được không chị? Là thật to để gửi động viên đến các chị em được không ạ? Nói chung là mình thích làm đẹp thì cứ tự tin mà làm, vì lúc đầu mình chưa lên bàn nói
thì mình cảm thấy lo lắng sợ đau. Vâng. Nhưng mà mình lúc mình làm xong rồi thì mình cũng thấy rất là bình thường. À, thì mình cứ tự tin thôi đúng không? Đó. Thực ra là chị Hà rất là xinh đẹp nhưng mà vì chị ngại cho nên là chị không muốn chị muốn giấu mặt của mình ấy, nhưng mà chị Hà rất là xinh đẹp. Anh cảm ơn chị rất là nhiều nhá, cảm ơn chị đẹp rất là nhiều. Không làm phiền cho chị Hà nghỉ ngơi nữa, và chúng mình hẹn gặp lại nhau ở những livestream tiếp theo nhá. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.